Mua màn hình máy tính giá rẻ nhất đến smartnew.vn. Mua Android TV Box Magic C giá siêu rẻ đến smartnew.vn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của Dương Dê. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Đoàn Triệu, bạn hỏi là: anh Dương cho em họ cho em xin vài link sản phẩm chạy chip Snapdragon trên 800 giá dưới 4,5 triệu, em cảm ơn. Với mức giá dưới 4,5 triệu thì chúng ta có thể lựa chọn được những cái sản phẩm hàng cũ chạy con chip 835 hoặc 845 rồi đấy. Ví dụ như là 845 chúng ta có thể lựa chọn được con Pofone S1 này. Đấy, còn 835 chẳng hạn thì mình thấy là trên, chắc là phải trên 4,5 triệu một tí, chúng ta sẽ lựa chọn mua được con Galaxy S8 Nhật tại Click3. Con đó là cái con mà mình nghĩ là tốt nhất ở trong tầm giá rồi. Đấy, giá chính xác như nào các bạn có thể nhìn trên hình, bạn Dự sẽ đưa vào cho các bạn xem. Đấy, còn thậm chí bây giờ chỉ hơn 3 triệu thôi, nó rơi khoảng 3,3-3,4 triệu gì đó là chúng ta đã có thể lựa chọn được mua LG V30 chạy con chip Snapdragon 835 đang được bán tại Click3. Đấy, giá của V30 như nào các bạn cũng có thể nhìn trên hình. Thì đó là những cái sản phẩm chạy con chip đầu 8 mà mình nghĩ là tốt nhất các bạn có thể mua được. Đấy, chứ còn bây giờ ví dụ như là dưới 4,5 triệu thì chúng ta cũng có thể lựa chọn đến những sản phẩm chip kiểu như chip 820 chẳng hạn, ví dụ như là Galaxy S7 các thứ, hoặc là thậm chí là dưới 2 triệu Click3 bây giờ cũng đang bán cái sản phẩm LG G6 đấy, chạy chip 821 đấy. Nhưng mà mình thì mình không quá ham rẻ. Đấy, nếu mà chúng ta đã có nhiều tiền lên hẳn tầm 4,5 triệu thì khuyên thật các bạn là nên mua Samsung Galaxy S8 Nhật. Đấy là sự lựa chọn mình nghĩ là hợp lý nhất. Không chỉ hợp lý về mặt hiệu năng đâu, mà còn về thiết kế, màn hình, camera, rồi về thương hiệu, về kháng nước, về âm thanh giải trí, về thu âm, các thứ nữa, vân vân và vân vân. Đấy, thì mình nghiêng về Samsung Galaxy S8 Nhật. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Music of Gaming. Bạn hỏi là: chào anh, em đang phân vân giữa Redmi Note 7 và Vsmart Active 1 Plus, anh tư vấn giúp em với ạ. Hai sản phẩm này thì thực ra là mình đã có một cái bài so sánh cũng tương đối rồi, nhưng bây giờ mình sẽ so sánh lại thật chi tiết hơn cho các bạn nhé. Thiết kế tùy thuộc vào mắt mỗi người, nhưng mà với thiết kế là kính và kim loại cũng như là những cái viền bao quanh, viền vàng bao quanh camera các thứ ấy, thì mình thấy là cái Vsmart Active 1 Plus nó sẽ cho một cái hiệu ứng thị giác tốt hơn, và cái chất liệu, mức độ hoàn thiện mình cũng đánh giá là nó tốt hơn là Redmi Note 7. Về mặt màn hình thì hai sản phẩm này có màn hình khá là xem với nhau về mặt chất lượng, có thể coi là bằng hòa. Về mặt hiệu năng thì nếu mà với cùng một tầm giá, Vsmart Active 1 Plus sẽ được RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB, còn Redmi Note 7 thì chúng ta sẽ lựa chọn được, nếu mà hàng chính hãng nhé, thì chúng ta sẽ chỉ lựa chọn được phiên bản RAM 3, bộ nhớ trong 32 thôi. Đấy, vậy là Vsmart Active 1 là gấp đôi cả về RAM lẫn ROM. Nhưng mà chip thì hai sản phẩm này thì đều là chip 660 cả. Về mặt camera thì camera của Redmi Note 7 sẽ tốt hơn. Đấy, về mặt thời lượng sử dụng pin thì pin của Redmi Note 7 sẽ nhỉnh hơn, nhưng mà pin của Vsmart Active 1 Plus cũng đã là đủ tốt rồi. Về mặt phần mềm thì mình thích cái phần mềm MIUI của Redmi Note 7 hơn, và MIUI thì cũng sẽ được hỗ trợ cập nhật phần mềm lâu dài hơn. Đấy. Về bảo hành thì nếu mà là cùng tham chiếu hàng chính hãng, hai sản phẩm này đều được bảo hành 18 tháng. Đấy. Nhưng mà Vsmart Active 1 Plus thì được cái là nó sẽ được bảo hành 1-1 trong 101 ngày. Đấy. Còn cái gì nữa không nhỉ? Nói chung cũng chỉ thế thôi, cũng là như vậy thôi. Nhưng mà hai sản phẩm này cái sự lệch nhau lớn nhất đó là về RAM và ROM, thì mình sẽ ưu tiên lựa chọn mua Vsmart Active 1 Plus hơn. Đấy. Nhưng mà bây giờ là không còn Active 1 Plus để mua nữa rồi. Bây giờ nếu chúng ta muốn mua ấy, thì chỉ có thể mua được Vsmart Leaf thôi. Bởi vì Vsmart Active 1 Plus thì rất nhiều cửa hàng họ đã xả kho hết sạch hàng rồi. Đấy, các bạn có thể tìm ở trên mạng xem là cửa hàng nào bán nhé. Hiếm lắm mới có cửa hàng bây giờ còn hàng cái sản phẩm Active 1 Plus đấy. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Bạn Nguyễn Thành Đạt, bạn hỏi là: chào anh Dương, chúc anh thành công và mạnh khỏe. Cảm ơn bạn. Em đang phân vân giữa S10 cộng bản Mỹ với cả LG Phone 2, thế nên lựa chọn con nào? Em muốn chơi game, chụp hình và quay video nữa, nên mua con nào rẻ hơn và mua ở đâu là tốt nhất? Em cảm ơn. Hiện tại thì nếu mà bạn muốn chơi game thì ROG Phone 2 chơi game chắc chắn sẽ ngon hơn là Galaxy S10 Plus, bởi vì là nó chuyên dành ra để chơi game mà. Đấy, nhưng mà S10 Plus bản Mỹ chơi game cũng đã rất tốt rồi nha các bạn nhé. Đấy, nếu bạn thích chụp hình và quay video thì S10 Plus lại tốt hơn rất nhiều so với ROG Phone 2. ROG Phone 2 cái điểm yếu của nó lại là nằm ở camera với cả quay video này. Camera với cả quay video của ROG Phone 2 thậm chí là còn yếu hơn cả Black Shark 2 Pro cơ. Đấy, nên là cái phần này chúng ta sẽ lựa chọn S10 Plus. Đấy. Giá con nào rẻ hơn ý, thì là nếu mà đều là hàng mới thì là giá của ROG Phone 2 sẽ rẻ hơn. Nhưng mà hiện tại S10 Plus bản Mỹ về Việt Nam lại không có hàng mới, mà Clickbuy đang bán sản phẩm này với mức giá là khoảng hơn 12 triệu, còn ROG Phone 2 là khoảng hơn 13 triệu. Đấy, vậy nên là ROG Phone 2 đang đắt hơn cái S10 Plus Mỹ bản hàng cũ. Đấy, S10 Plus Mỹ sẽ rẻ hơn một tí. Để lựa chọn con nào trong hai con này thì mình thấy là nếu mà để đồng đều nhất cả yếu tố cả chơi game cũng ngon
và chụp hình quay video nữa thì chúng ta nên lựa chọn S10 Plus. Đấy, chứ còn nếu chúng ta chỉ lựa chọn, nghĩa là chỉ mua về để nhằm mục đích chơi game nhé, thì hãng lựa chọn ROG Phone 2, còn nếu không thì lựa chọn S10 Plus rõ ràng là một sự lựa chọn hợp lý hơn, đúng không nào? Đây còn chưa kể S10 Plus có kháng nước, kháng bụi này, và thương hiệu cập nhật thì là S10 Plus chắc chắn sẽ lâu hơn là ROG Phone 2. Đấy, các bạn biết là ROG Phone ấy, cái điểm yếu nữa của nó đấy là cập nhật rất là kém, rất là chậm. ROG Phone 1 là chúng ta đã thấy được điều đó rồi. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Phan Nguyễn Thế. Bạn hỏi là: anh ơi, em thấy LG V30 ở Clickbuy giá ngon quá, giá có 3,3 triệu, nhưng mà một số cửa hàng khác em thấy họ đang để giá LG V35 giá có 4 triệu thôi. Ngoài chip 845 thì V35 có khác gì so với cả V30 hay không? Và những sự khác biệt đó nó có đáng để nâng cấp hay không? Mua có sợ đột tử và bóng mờ hay không? Và sửa chữa có dễ dàng hay không? Một câu hỏi cũng khá là dài. Mình thì chưa có dịp được cầm LG V35 lên, nhưng mà mình thấy là một số cửa hàng xách tay ở Việt Nam họ cũng đã xách tay cái sản phẩm này về rồi. V35 ấy thì cái điểm hơn lớn nhất giữa nó với V30 đó là hơn hẳn về mặt con chip, khi mà V35 sở hữu con chip Snapdragon 845 thay vì con chip Snapdragon 835. Đấy, cái điểm nâng cấp tiếp theo nữa đó là nâng cấp một chút về cái camera góc rộng, khi mà cái camera góc rộng của nó được nâng cái độ phân giải lên thành 16 megapixel thay vì 13 megapixel giống như là trên V30. Và cái camera selfie của V30 thì mọi người đánh giá là nó rất tệ với 5 megapixel, thì bây giờ V35 nó cũng sẽ được cải tiến hơn một tí, nó có camera selfie là 8 megapixel. Đấy, nhưng mà mình có xem các bạn reviewer nước ngoài họ đánh giá về V35 ấy, thì camera 8 megapixel này nó không cải thiện hơn mấy và nó cũng tệ không kém. Đấy, vậy là có 3 cái điểm đó là 3 cái điểm mà nó chênh lệch nhau lớn nhất, còn lại về pin cũng như là màn hình các thứ được khá là giống nhau. Thế trọng lượng thì lệch nhau 1g coi như không đáng kể. Đấy, thì nếu mà để lựa chọn hai sản phẩm này bây giờ đang lệch nhau khoảng 600 đến 700 nghìn, thực ra là giá ở Clickbuy V30 đó là 3,390 triệu thì phải, nghĩa là nó sẽ là khoảng sấp xỉ 3,4 triệu đấy, thì cứ cho là lệch nhau 600 nghìn đi, 600 nghìn để nguyên đánh đổi con chip từ 835 lên đến 845 mình thấy cũng đã là xứng đáng rồi. Nếu mà cửa hàng khác như này thì các bạn có thể nghiên cứu để mua V35. Đấy, hoặc là mình cũng sẽ feedback lại với anh Tuấn ở bên Clickbuy là xem là có nhập được V35 về để bán ra cho các bạn hay không nhé. Đấy, chứ còn nếu mà giá như này thì mình nói thật là ăn đứt cái con V30 ở Clickbuy rồi. Đấy, reviewer có gì chúng ta phải nói thẳng nói thật với nhau, đúng không nào? Đấy, V30 kể cả có bán ở Clickbuy chăng nữa nhưng mà so với V35 thì thua hơn, thì mình sẽ tư vấn V35 hơn. Còn mua có sợ lỗi đột tử về bóng mờ hay không, thì nếu đã sợ là không mua. Đấy, mình đã có một cái video rất chi tiết nói về việc này rồi. Còn lỗi bóng mờ là chắc chắn có. Đấy, nhưng mà chẳng qua là có ít hay nhiều thôi. Còn đột tử thì gần như là không. Còn nếu hỏng có dễ sửa chữa hay không, thì nếu hỏng là sẽ khó sửa chữa hơn V30, bởi vì V30 bây giờ bán ở Việt Nam rất nhiều rồi, còn V35 thì bán rất nhỏ giọt. Đấy nên là nếu mà hỏng hóc V35 thì sẽ rất khó sửa. Hiện tại thì mình chưa biết được là cái linh kiện của V30 có lắp được sang cho V35 hay không, ví dụ như là camera có lắp sang cho nhau hay không, nhưng mà camera đã thông số đã khác nhau rồi nhé, hoặc là màn hình có lắp được sang cho nhau hay không. Nếu lắp được sang cho nhau thì nó sẽ giải quyết được vấn đề đó là sửa chữa nó sẽ đỡ hơn, nó sẽ dễ dàng hơn một chút. Nhưng nếu không lắp được sang cho nhau thì mua con V35 về mà nếu hỏng hóc ấy thì là vỡ mồm luôn. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn mã số 001. Bạn hỏi là: anh ơi, cho em hỏi con Mi 8 SE đã tốt nhất trong tầm giá hay chưa, hay là có con nào tốt hơn trong tầm tiền của nó? Em vừa chơi game vừa chụp ảnh. Nếu bạn vừa chơi game vừa chụp ảnh thì gọi là tốt hơn nó thì cũng không phải là quá, mà gọi là tốt ngang ngang với nó đi, thì chúng ta sẽ có con Realme X Lite. Đấy, Realme X Lite đang bán tại Clickbuy với mức giá dao động khoảng trên dưới 4 triệu thôi. Đấy, thì sản phẩm đó là có con chip RAM đấy, các thứ là cũng khá là xem xem với cả Mi 8 SE, chơi game cũng ngon như thế, chụp ảnh cũng như vậy. Đấy, còn nếu mà bạn lựa chọn hàng cũ ấy, thì trong cái tầm giá của Mi 8 SE có con Galaxy Galaxy S8 Nhật sẽ là sự lựa chọn tốt hơn rất nhiều so với Mi 8 SE. Thiết kế hơn, màn hình hơn, hiệu năng hơn, camera hơn, thời lượng pin thì kém hơn một tí nhưng cũng không quá quan trọng, nhưng có kháng nước, kháng bụi, âm thanh hơn, ghi âm tốt hơn các thứ, thì mình sẽ nghiêng hẳn về cái con Galaxy S8 Nhật. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Đậu TV. Bạn hỏi là: tầm 10 triệu có nên mua Galaxy A70 hay không? Nhu cầu của em là YouTube, Facebook, lâu lâu PUBG. Em cần màn hình tốt, pin ổn. Có nên nếu không mua A70 thì có con nào tốt trong tầm giá đó hay không? Không tàu, em cảm ơn anh. Nếu bạn không muốn lựa chọn mua điện thoại tàu ở trong tầm giá của Galaxy A70 thì bây giờ chúng ta sẽ xem là trong tầm giá của A70 chúng ta sẽ có con iPhone nào. Đấy, iPhone ấy thì gần như là nếu mà để lựa chọn iPhone mới tinh mà là hàng chính hãng trong tầm giá của A70 là không tìm được sản phẩm nào ngon bằng nó đâu. Đấy, nhưng chúng ta có thể lựa chọn được iPhone hàng cũ đi. iPhone hàng cũ thì chúng ta đã có iPhone 7 Plus hàng quốc tế là thoải mái rồi.
thì sản phẩm đó mình vẫn đánh giá là bây giờ nó vẫn có nhiều điểm nó nhỉnh hơn A70 đấy. Hoặc là chúng ta có thể lựa chọn mua là iPhone 8 Plus lắp. Đấy, mình cũng đánh giá là ngon hơn Galaxy A70 trong cái tầm giá khoảng 10 triệu. Nhưng mà thực ra ấy là A70 bây giờ làm gì đến 10 triệu đâu. Một số các cửa hàng họ bán hàng chính hãng sau khi trừ đi hết quà nó sẽ rơi khoảng 7 triệu 8, 7 triệu 9 gì đó. Và với cái tầm giá đó ấy, thì hàng mới đi cũng khó có sản phẩm nào trừ tàu ra mà có thể so sánh được với cả A70. Nhưng mà hàng cũ thì mình đã nói rồi, có iPhone này. Thế còn Android thì sao? Hàng cũ trong tầm giá 7 triệu 8 ấy thì nhiều lắm. Chúng ta sẽ có XP, đã XZ2 là còn thậm chí ít hơn cả 7 triệu 8 cơ. Nó ngon hơn hẳn so với A70. Đấy, màn hình cũng tốt, pin thì gọi là ổn thôi chứ không phải là quá tốt như A70 được. A70 pin trâu lắm. Đấy, hoặc là chúng ta cũng có thể lựa chọn mua, nhưng thôi, con này thì mình sẽ không tư vấn bởi vì là cái con này pin yếu quá. Cái con LG G7 nhưng thôi. Đấy, vậy là XP đã XZ2 sẽ là sự lựa chọn có thể bạn nghiên cứu, chứ còn hàng mới thì rất khó nha bạn nhé. Mà lại bạn lại còn trừ đi tàu nữa. Nếu mà có thêm tàu thì còn dễ lựa chọn, để trừ tàu thì khó lắm. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Tuấn Đặng. Bạn hỏi là: chào anh, chúc anh sức khỏe, cảm ơn bạn. Em có 15 triệu thì nên mua iPhone 10R cũ hay là cố thêm tí nữa để mua iPhone 10 cũ để có màn hình đẹp hơn? Nhu cầu của em là chơi game và xem phim. Nếu mà bạn xem phim ý, thì nên mua iPhone 10 hơn, bởi vì iPhone 10 màn hình đẹp hơn, xem phim sẽ sướng hơn. Nhưng mà nếu mà bạn muốn chơi game ý, thì chơi game ở trên iPhone 10R cũng lại tốt hơn cơ. Đấy, nhưng mà không biết là cái game mà bạn cần đó là game gì. Đấy, ví dụ như bạn chỉ cần chơi những tựa game bình thường, thậm chí cũng chỉ hơi nặng thôi. Kể cả bây giờ PUBG iPhone 10 vẫn có thể chơi ngon ý. Nhưng mà quan trọng là dùng lâu dài ý. Nghĩa là bây giờ bạn hoàn toàn có thể lên iPhone 10 thời điểm hiện tại. Nhưng về lâu dài thì iPhone 10 chắc chắn là sẽ không thể chơi game tốt được bằng iPhone 10R rồi. Nhưng ví dụ như những cái game của bạn kiểu là iPhone 8 đổ xuống chẳng hạn, thì mua ngay iPhone 10 cho mình chứ mua iPhone 10R làm cái gì, đúng không nào? Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Sang Lương Thanh. Bạn đã hỏi khá nhiều ý, mình sẽ trả lời từng ý một. Đầu tiên là anh so sánh con Mi 8 và K20 với ạ về mọi mặt cả gaming. Em hay chụp hình, quay video, lướt web Facebook, YouTube, PUBG và Liên Quân. Mi 8 và K20 nhé, thiết kế K20 đẹp hơn, màn hình Mi 8 đẹp hơn, nhưng mà K20 thì sẽ có hiệu ứng màn hình tràn viền tốt hơn, camera K20 tốt hơn, thời lượng sử dụng pin K20 ngon hơn. Đấy, hiệu năng thì Mi 8 sẽ tốt hơn. Đấy, nếu mà bạn với nhu cầu là chụp hình thì chụp hình K20 sẽ ngon hơn, quay video K20 sẽ tốt hơn, lướt web YouTube, Facebook thì với màn hình của K20 nó sẽ cho một cái trải nghiệm nó lớn và nó tràn viền, nó sẽ tốt hơn. Cái chất lượng màn hình thì gọi là chất lượng màn hình của tấm nền của Mi 8 nó sẽ nhìn hơn tí thì cũng không đáng kể. Còn nhưng mà nếu bạn muốn PUBG và Liên Quân thì lại là lựa chọn Mi 8. Đấy. Có nên nâng cấp lên K20 Pro hay không? Em lại không thích camera thọ thụt cho lắm và vẫn muốn camera góc rộng. Thế thì nếu mà bạn không thích camera thọ thụt thì thôi, không nâng cấp lên K20 mà nâng cấp hẳn lên Xiaomi Mi 9. Bởi vì Mi 9 là không có camera thọ thụt và nó vẫn có camera góc rộng. Đấy, nó chỉ thua mỗi K20 ở cái chỗ là pin nó kém hơn thôi. Chứ còn còn lại thì Mi 9 có nhiều điểm nhỉnh hơn K20 Pro đấy. Và trong cái tầm giá của Mi 8 và K20 Pro thì có con nào đáp ứng được nhu cầu của em mà không camera thọ thụt được không? Chạy chip 855 càng tốt. Đấy thì mình cũng đã nói rồi, bạn có thể lựa chọn mua cái con Xiaomi Mi 9. Hoặc là nếu mà bạn cảm thấy là cái game PUBG bây giờ, thực ra là chẳng hoặc đâu, PUBG bây giờ chip 845 vẫn chơi ngon, thì bạn có thể nghiên cứu sang Samsung Galaxy S9 Plus, hàng Mỹ hoặc Nhật đang được bán tại Clickbuy với mức giá dao động khoảng 7 triệu đến 8 triệu. Thì đối với cả S9 Plus ấy, sản phẩm đó có không có camera thọ thụt này. Đấy, nhưng mà camera của nó rất là đẹp luôn. Đáp ứng được tất cả các yêu cầu của các bạn, chụp hình quá ngon và quay video ngon, thu âm còn tốt hơn cả hai con Xiaomi kia. Lướt web YouTube cực kỳ tốt, Facebook Liên Quân vẫn ổn, pin vẫn đủ trâu để cho bạn có thể sử dụng. Đấy. Và cuối cùng bạn nói là bạn đang đi nghĩa vụ, muốn mua một con xài tốt trong vòng 2 năm, mong anh trả lời. Đấy, thì mình đã đưa ra tất cả những câu trả lời cho bạn rồi đấy. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay. Câu hỏi đến từ bạn IQM Mobile Game. Bạn hỏi là: hello anh, chúc anh sức khỏe, cảm ơn bạn. Em đi làm để dành được 7 triệu thì mua điện thoại nào chiến game tốt, camera ok, pin trâu tầm 3.500 đến 4.000 thì điện thoại nào ngon? Với các yêu cầu này của bạn ấy, thì hiện tại mình đang nghĩ về con Vivo IQ Neo. Con này thì chiến game tốt và pin rất trâu, pin của nó thậm chí là 4.500 cơ. Nhưng cái camera của nó lại không đẹp. Nếu bạn chấp nhận giảm đi về mặt hiệu năng xuống con 730 thì bạn có thể mua cái con Redmi K20, nó sẽ đồng đều hơn là con Vivo IQ Neo kia. Đấy, con đó chiến game tốt, camera rất ok và ok rất nhiều so với Vivo IQ Neo. Và pin cũng ở mức đủ trâu rồi, pin 4.000 là đủ trâu rồi, không cần lên mức 4.500 của IQ Neo làm gì cả. Đấy, thì mình nghĩ là để đồng đều hơn thì sẽ lựa chọn con Redmi K20. Còn nếu mà bạn chỉ quan tâm đến game và pin phải cực kỳ trâu thì là Vivo IQ Neo. Đấy, lúc đầu thì mình cũng định nghĩ sang là toàn diện nhất thì sẽ là cái con Xiaomi Mi 8
Giá thậm chí còn bây giờ tại Clickbuy chỉ loanh quanh khoảng trên dưới 6 triệu cơ, chứ không đến mức 7 triệu đâu. Nhưng mà cái con Mi 8 ấy thì pin của nó thì không nằm trong cái tầm của bạn, đó là từ 3.500 đến 4.000. Con Mi 8 ấy pin nó chỉ 3.400 thôi. Đấy. Và như vậy là câu hỏi của bạn EQM Mobile Game cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.